khi ấy xá lợi tử lại bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế rất là vô lượng Phật dạy, đúng vậy, này xá lợi tử, vì chân như của sắc vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Vì chân như của thọ tưởng hành thức vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của nhãn xứ vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Vì chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của sắc xứ vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Vì chân chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của nhãn giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của nhĩ giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của tỷ giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của hương giới tỷ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của thiệt giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này Xá Lợi Tử, vì chân như của thân giới vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Lượng, vì chân như của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Lượng. Này Xá Lợi Tử, vì chân như của ý giới vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Lượng, vì chân như của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Lượng.